Hi, xin chào mọi người. Mình tên là Tuấn Anh. Hiện tại mình đang công tác với chức cương vị là trưởng phòng kinh doanh tại một công ty bảo hiểm rất là có tiếng ở Việt Nam. Và trong suốt quá trình làm việc của mình hơn 10 năm qua thì mình luôn luôn tâm đắc một câu nói rất là nổi tiếng của tỷ phú Lý Gia Thành. Đó là câu lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Mặc dù hiện tại công việc của mình cho mình cái khoản thu nhập cũng rất là tốt, nhưng trong suốt quá trình làm việc của mình trong suốt hơn 10 năm qua thì cái thu nhập tốt nó đồng nghĩa với cái việc là cái sức lao động của anh bỏ ra phải rất là nhiều để dành cho công việc đó. Và mình đã trải qua rất là nhiều những công việc rồi, và mình đã từng làm việc ở những cái công việc mà nó đòi hỏi cái thời gian của mình bỏ ra công sức một ngày là 8 tiếng, 10 tiếng, thậm chí là hơn để mình có thể đem về được cái mức thu nhập như mình mong muốn. Nhưng cho đến một ngày mình tìm hiểu và mình biết được một cái cơ hội công việc mới, nó được mang tên là Affiliate Marketing và đặc biệt là cho Lickbank, thì từ khi mà mình biết được nó và mình lựa chọn để mình có thể tìm hiểu và mình theo được cái công việc Affiliate này, thì đúng như câu nói của tỷ phú Lý Gia Thành, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Và tất cả những điều mà trước đây mình mong muốn, mình khao khát về một công việc có thể giúp mình được tự do về thời gian, được tự do về tài chính, và mình có thể chủ động làm tất cả những điều mình mong muốn, thì cái công việc Affiliate đã mang lại cho mình. Và mình rất mong và hy vọng nếu mà mình có thời gian thì mình có thể gặp gỡ được rất là nhiều người để chia sẻ cái bí mật của cái công việc này, để mọi người có thể có được một phong cách giống như mình. Đó là tự do về tài chính, tự do về thời gian và có một cái nguồn thu nhập thụ động.